Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty cổ phần giải pháp Acode xin được phép mở hộp và giới thiệu đến các bạn một dòng máy in mili cầm tay kết nối hỗ trợ kết nối Bluetooth và hỗ trợ các nền tảng Android và iOS. Máy model là RI5809ED, một sản phẩm của thương hiệu Rikta. Thì phía bên trong máy chúng ta sẽ bao gồm các thành phần sau: một dây cáp micro USB để chúng ta cắm sạc, một củ sạc 5V để chúng ta kết nối cái dây cáp này với máy để chúng ta sạc pin. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một đĩa cài driver. Và đây là máy RI5809DD. RI5809DD thì có kích thước rất là nhỏ gọn, vừa gần trong lòng bàn tay như thế này, rất là phù hợp trong cái việc các bạn cầm di chuyển hoặc sử dụng trong cái nhu cầu công việc cần phải mang đi mang lại nhiều. Thì máy có pin, phía sau chúng ta có pin, có dung lượng là 2000 mAh, thì sẽ giúp cho cái việc bạn sử dụng máy này được liên tục mà không cần phải sạc pin. Các bạn có thể dùng cả ngày cũng được, sau khi hết ngày chúng ta có thể về lại sạc pin lại. Và đặc biệt là máy này thì có thể hỗ trợ nguồn 5V, các bạn có thể mang theo cái nguồn cục sạc pin dự phòng như sạc pin điện thoại để có thể sạc cái máy này thông qua cáp này như sạc một cái điện thoại bình thường. Chúng ta cũng không cần phải quá phải có cái nguồn điện 220V để có thể sạc pin cho cái máy này. Thì máy này hỗ trợ cái giấy in nhiệt khổ K57. Đây là lắp của máy, cái khoang giấy như này. Chúng ta có thể lắp những cuộn giấy K57 vào trong đây để ta in. Thì chất lượng máy in ra thì rất là rõ nét, thì sẽ hỗ trợ cho các bạn in kết nối các cái phần mềm quản lý bán hàng như Kiosk Việt, Sapo để các bạn có thể in cái hóa đơn bán hàng ra, hoặc các bạn có thể ứng dụng trong cái việc là in các cái thẻ cào hoặc là cái thẻ thanh toán điện nước từ các cái ứng dụng như là Viettel Pay Pro, thì cái máy này cũng rất là phù hợp cho các bạn sử dụng. Máy pin 2000 mAh giúp cho cái việc là thời gian sử dụng rất là lâu dài, và cũng như là cái kết hợp với cả cái đầu in chất lượng in rõ nét sẽ in ra cái build của chúng ta với tốc độ in là 90 ms/s, đủ để các bạn có thể in hoặc xử lý các đơn hàng một cách dễ dàng. Thì phía đằng trước máy này chúng ta sẽ có các cái đèn báo báo lỗi, đèn báo sạc pin. Khi chúng ta sạc pin ở đây sẽ có đèn báo ở đây, và đây cái tình trạng pin hiện tại, nút nguồn, nút in feed giấy. Phía đằng sau chúng ta sẽ có thông tin của máy, là máy hỗ trợ khổ 58mm model và nguồn 5V là series của máy. Máy được bảo hành chính hãng 12 tháng và lỗi đổi một trong vòng 1 tuần đầu tiên khi các bạn sử dụng do lỗi nhà sản xuất, thì các bạn phải liên hệ trực tiếp công ty Hacode để hỗ trợ. Thì mọi thông tin liên quan đến mua hàng, đặt hàng về sản phẩm này cũng như là hỗ trợ kỹ thuật sau khi mua hàng thì quý khách có thể liên hệ trực tiếp công ty Hacode tại địa chỉ hacode.vn hoặc theo số hotline 0942 858285 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã theo video.